Trong nhiều cái chuyến đi thì những lần trước thì rất là trục trặc, không biết tại sao mà cái số hai vợ chồng cứ đứa đi thì đứa ở lại. Thì may mắn quá lần này mọi chuyện đã êm đẹp, bà xã đã có mặt tại America. Dạ, và ngày hôm nay hy vọng là cô ấy sẽ mang đến cho quý vị một phần trình diễn thật là đáng yêu, nhí nhảnh của một cô bé nhỏ nhỏ xứ Hàn. Dạ vâng, xin một lần nữa một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Harry Won. Trời đất ơi cô. Quý vị ơi, dạ, vốn tính mê trai xin đừng gọi tên lớn. Đó, gọi tên là ba gì đó. Đó. Vâng, Harry Won xin kính chào quý vị Hồ Muối. Bà rảnh quá. Xô lét bà dịch với Hồ Muối. Rồi Hồ Tràm bà dịch làm sao? Hồ Cốc bà dịch làm sao? Hồ là lết. Ừ. Còn Cốc. cốc là cốc, là cốc lết. Đó, hiểu không? Rảnh quá. Rồi bây giờ nhường sân khấu lại cho em nha. Hát cho hay Vâng. ha. Xin một tràng pháo tay cho Harry Won ạ. À. Vâng, xin cảm ơn quý vị. I love Vâng, trời đất ơi, em hả? Trời, em tội nghiệp em lắm. Mỗi lần em đi Mỹ á, tức là em đi Mỹ được duy nhất một lần là 2 năm trước. Lúc đó em tưởng là lúc đó quen bồ mới, em vui vui, tưởng là đi Mỹ chắc vui lắm. Ai ngờ bồ bị đuổi về. Dạ, mà lúc đó được cái là anh Thành á, là cái đồ đạc của em á, là anh Thành đứng tên hết, cho nên đồ đạc anh cầm đi về luôn, đồ đạc anh cầm về hết luôn, CD của em về hết luôn, em chỉ có mỗi cái CD của ổng thì để lại cho em thôi, em chẳng có cái gì cả. Thì em bán CD, em lấy cái tiền đó em nuôi bản thân em. Lần này may mắn là em có đầy đủ hết, nên có gì thưa quý vị lát ủng hộ CD của em được không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xạo dễ xạo xạo đi vô đây nhiều chuyện quá. Vâng, và hôm nay thì Harry sẽ tặng một bài hát sôi động trước. Một bài hát em nghĩ là vậy này: tình yêu thương thì thương khủng khiếp, ghét thì ghét khủng khiếp. Em ghét ông là ghét lắm luôn á, thương thì thương lắm luôn á, không có giữa giữa. Quý vị có vậy không? Quý vị có vậy không ạ? À? Không có à? Thôi cho là một mình em biến thái chút đi ha. Ok, vâng, bài hát đầu tiên em sẽ hát Love You Hate You ạ. One, two, three, four, mọi người vỗ tay được không ạ? Bao
Vâng, thưa quý vị, lần đầu tiên gặp Harry thì ở ngoài đời thì như thế nào ạ? Đẹp. Trời, cảm ơn chị rất nhiều, chị cũng đẹp lắm. Wow, em không biết sao em lên truyền hình á, em ai cũng nói em mập quá. Dạ ốm. Dạ, thật ra thì đúng rồi, thời xưa em có mập thiệt. Mà giờ em gầy rồi. Nhưng mà vẫn không biết sao lên trên TV em vẫn mập. Không biết lý do luôn. Nên á, thưa quý vị, em muốn nhờ quý vị một chuyện là có gì á, hôm nay mình xem show xong á, gặp ở ngoài đời rồi thì có gì á, lên trên mạng nói là ở ngoài đời Harry cũng nó gầy, nó đẹp lắm, dễ thương lắm, có được không ạ? À? Trời ơi, tính em nó xàm lắm anh chị ơi, em xàm lắm, ông chồng em cũng xàm nữa, hai vợ chồng xàm đế lắm luôn á. Con mình bà xàm, ai xàm mà nói. Sao có nhiều chuyện vậy? Kỳ ghê á. Bây giờ vậy nè, thưa quý vị muốn nghe bài nào ạ? Trời ơi, bây giờ quý vị muốn vậy thì em phải hát thôi chứ sao vậy? Trấn Thành cứ đi đi. Trời, em thích câu đó lắm luôn á chị. Trời, em thích câu đó lắm luôn á. Trời ơi, thiệt luôn á. Ông chồng ấy bây giờ cứ đi đi, đừng có lên trên sân khấu nữa. Để tôi hát một mình nha. Vâng, thưa quý vị, em sẽ tặng một bài hát Như Mong Đợi. Mình cùng đi tìm mình đâu.
trời thích cái gì quá. Rồi bây giờ nhạc rơi đầu tiên nha các bạn. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn rất nhiều ạ. Trời ơi, vui quá. I love you too. Vâng, bây giờ thì quý vị có muốn nghe nữa không? Trời ơi, vậy luôn hả? Vậy nè, nếu vậy thì em nãy giờ em hát hai bài liên tục, hát một mình em hơi buồn. Nên có gì em có thể là... Cái gì? Anh nói gì? Anh nói gì? Hai ba. Vâng, không biết ở trong đó có nghe hay không? Ê, ngủ rồi hả? Đây nè bà nội. Trời đất ơi, tôi vô, tôi mới vô toilet, tôi chưa kịp kéo cái quần xuống nữa, bà kêu tôi chạy. Kéo chưa? Có cần giúp đỡ không? Cảm ơn, cái chuyện đó tôi đi quần được, tôi chưa có già. Cái gì? Hả? Kéo rồi. Kéo rồi, kiểm tra, kéo chưa, rồi chưa kéo. Có dướng cái gì hết. Chưa có dướng cái gì hết. Trời ơi, quý vị ở đây sung quá vậy ta. Quá dữ luôn á nha. Vỗ tay lớn nữa, hát nữa. Trời ơi, không lẽ đi xuống phóng xuống hung từng người thiệt á. Khán giả gì mà dễ thương dữ vậy. Giờ chơi luôn ha. Chơi đi anh. Quậy đi nha. Quậy đi. Quậy mà xa ha. Quậy đi. Ok, bật nhạc chơi luôn. Vô. Quên không báo bài hơn. Đúng rồi, đó, vô đi. Hey.
phải ra đi. Ôi muộn làm sao nói lời tạ ơn. Nếu có bao dung thì hãy bao dung bây giờ. Đừng đợi ngày mai lúc tôi xa người. Đừng đợi ngày mai biết đâu tôi nằm im hơi. Tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Dồn ra một nỗi đau, theo quý vị ơi, 1, 2, 3, 4, dừng. Yeah. Ê chồng ơi. Trời đất ơi, đã vậy ta, trời đó, vô luôn đó. Vợ ơi, tao quên mày rồi vợ ơi. Hàng mới của anh nè em ơi. Có nhớ thương tôi, nhớ thương tôi thì đến với tôi bây giờ. Woo. Lên đây nè má. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi xa người. Đừng đợi ngày mai có khi thôi nằm xuôi tay. Và trôi dạt về đâu chỗ nào tựa nữa. Nếu có yêu tôi thì hãy cùng tôi quá bây giờ. Và đừng đợi ngày mai đến lúc tôi kéo lại. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi. Và tôi chẳng làm sao tạ lỗi cùng người. Rộn ràng một nỗi đau, rộn ràng một nỗi đau, ngào một nỗi vui, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng một nỗi đau, dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui. Chuẩn bị lên đâu. Chuẩn bị nhà hai bạn. Nghẹn ngào một nỗi đau, hát chung nha. Nghẹn ngào một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Quý vị hát chung nha. Dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui. Lớn thêm lần nữa. Nghẹn ngào một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui. Dịu dàng một nỗi đau. Vỗ tay. Nghẹn ngào một nỗi vui. Lớn thêm lần nữa. Nghẹn ngào một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui. Chọc 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 chọc. Dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui. Dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui. Quá bao trái. Dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một nỗi vui. Dịu dàng một nỗi đau, ngậm ngùi một khán giả Select City rất nhiều. I love you.